các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. BMW S1000 ER đậm chất chơi từ cái hình phong áo đấu số 52. Các chiếc BMW S1000 ER là một trong những cái mẫu Superbike 1000 phân khối nổi tiếng nhất từ lúc ra mắt, được săn đón một cách nồng nhiệt bởi những tay chơi người Thái để tạo ra cái sự khác biệt so với những người anh em của mình trên thị trường phân khối lớn. Chủ nhân đã design riêng cho con xích cưng của mình một cái bộ tem là cực kỳ chất, mang số hiệu 52. Ở dạng nguyên bản, cái chiếc BMW S1000 ER khoác cho mình một bộ cánh là trắng xanh, được điều phối tem đỏ đặc trưng motorrad đầy cảm hứng. Đầu xe mang thiết kế bất diệt với đèn pha mắt xếp độc đáo. Thêm cái phần hoa mỹ cho cái bản độ này là kính chắn gió Miracle Racing, quát chân kiến CNC thon gọn làm tăng thêm cái tính thể thao hơn. Mang cái số hiệu 52 đặc trưng, tương tự những mô hình xe đua trên cái trường đua. Bình xăng được trang bị thêm cái nắp xăng TMW mang thiết kế sắc sảo. Ngoài ra cái bộ ốp xanh cũng được đánh bật trên cái tổng thể bình xăng đỏ. Với cái sự điều phối từ màu sơn và những họa tiết tem nổi bật, làm cho cái biến thể S1000 ER càng tăng thêm cái sự nổi bật hơn. Tăng thêm cái sức hút cho cái bản độ này, cái ốp nồi CB Racing, ống xả Optin Racing. Ngoài ra những thay đổi kể trên thì trang bị ốp tình tiêu chuẩn cho cái chiếc S1000 ER vẫn đến từ các thương hiệu cao cấp như phanh của Rambo, mâm mắt Casini, thiết kế chữ Y ở thay đầu. Honda Cup FE độ khoe sắc bên những con đường hoa vàng rực, mang thân xác tựa như những người anh em huyền thoại Honda Dream, hay là cái chiếc Cup FE từ lúc ra mắt đã để lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những hệ sau bằng những bản độ đầy ấn tượng. Và Cup FE độ kiển đây một dẫn chứng cụ thể mà chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhé. Xem qua tổng thể con chiến mã này trở nên nó bật hơn, một cái màu xanh ngọc bích, phần yên được gọt lại võng với kiểu dáng góc cạnh hài hòa. Góc này ta thấy được thêm cái trợ lực cổ Hardin giúp giữ vững tay lái ngựa độ cao. Phần đầu cũng rất ngầu với led xenon là xi sáng. Dàn chân mỏng manh với cái niềm nhôm ánh vàng, hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa Moto3 kết hợp cùng heo Rambo. Chi dầu cũng khá đặc biệt với những khúc ngón gắt dầu. Giảm sóc squat S bình dầu cho đường nhúng êm ái cũng như tăng thêm độ cứng cáp cho dòng xe này. Cảm ơn bạn đã giảm này chi tiết, nhớ like, share, subscribe.